Đường chuyền của Võ Huy Toàn. Masarey. Tiếp tục là cầu thủ Nam Định. Trần Trung Hiếu. Vũ Thế Vương. Cú chạm bóng ra sân bên góc phải của Ngọc Sơn. Vẫn còn. Ngọc Sơn. Dứt điểm. Tỷ số là 2-1. Một tình huống bùng nổ của cầu thủ áo vàng. Nam Định đã để cho đối phương đuổi kịp ở hiệp thi đấu thứ hai. Nhưng vừa rồi là một loạt những pha bóng và sự khát khao của những cầu thủ trẻ như Ngọc Sơn đã đem đến một niềm hy vọng lớn cho đội chủ nhà. Người ghi bàn chính là Ngọc Sơn. Sẽ có thẻ vàng dành cho cầu thủ trẻ Ngọc Sơn. Nhưng phải nói rằng đây là một khoảnh khắc rất đáng nhớ trong sự nghiệp thi đấu của Ngọc Sơn. Mới chỉ 19 tuổi. Bàn thắng đầu tiên của Ngọc Sơn ở V-League trong màu áo của câu lạc bộ Nam Định. Không quá lâu sau khi vào sân thì Ngọc Sơn đã làm nên chuyện. Và trước khi có được tình huống này thì chúng ta đã thấy một loạt những pha bóng mà sự khát khao thi đấu, sự thanh thoát trong những bước chạy của Ngọc Sơn rõ ràng là rất đáng để huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ đặt niềm tin. Cú đá chắc chắn của Ngọc Sơn ở cự ly 16m50. Cú đá làm tung nóc lưới khung thành của Thanh Thắng. Đội bóng của huấn luyện viên Trần Minh Chiến đã làm tương đối tốt nhiệm vụ của mình trong nơi ươm mầm những tài năng bóng đá trẻ Việt Nam, nơi mà những bước chân đầy năng lượng của tuổi trẻ cũng là nơi để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm trận mạc. Vòng chung kết giải vô địch U15 quốc gia Next Travel 2022 từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8 tại Pleiku Gia Lai. 12 cái tên xuất sắc vượt qua vòng loại để có mặt tại vòng chung kết. Trực tiếp trên các kênh sóng của VTV Cup, YouTube và fanpage Next Sport, VFF Channel. Nhà tài trợ chính của giải đấu, công ty cổ phần du lịch và tổ chức sự kiện thế hệ mới Next Travel, công sự đồng hành của truyền hình Cup Việt Nam, VTV Cup và hãng thể thao Keep and Fly.